Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Khám Phá Bí Ẩn. Xin chúc quý vị và các bạn có những giờ phút trải nghiệm thật thú vị và thoải mái cùng với chúng tôi nhé. Đừng quên bấm nút đăng ký cũng như bật chuông thông báo để cập nhật những thông tin mới nhất từ kênh Khám Phá Bí Ẩn. Và sau đây là những bí ẩn cần được khám phá tiếp theo. Vào ngày 20 tháng 3 năm 2020, một đám cháy lớn xuất hiện tại một căn nhà ở khu vực gần đường Bành Bình, Thượng Hải, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến những nhà bên cạnh. Ngọn lửa bùng lên từ phòng ngủ tầng 2 của căn nhà. Đó là nhà của cặp vợ chồng họ Lưu. Người đang ngủ ở trong phòng là con gái họ, 27 tuổi, vừa lấy chồng được 3 tháng. Ngay sau khi vụ cháy được báo cáo, lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng đến hiện trường để dập lửa và nhanh chóng giải cứu cô Lưu. Nhưng đáng tiếc, cô Lưu đã qua đời. Khi đám cháy được khống chế, phía cảnh sát cũng đã có mặt để khám nghiệm hiện trường thì phát hiện có một con dao nhọn găm vào cổ cô Lưu. Lúc này, cảnh sát kết luận đây là vụ án giết người phóng hỏa. Cô Lưu, 27 tuổi, là một giáo viên xuất sắc ở trường tiểu học trọng điểm ở phố Đông, Thượng Hải. 3 tháng trước, cô vừa mới kết hôn với một người đàn ông vừa từ Anh trở về. Sau khi điều tra, cảnh sát phát hiện nghi phạm chính là người chồng mới cưới họ Nghiêm và hắn đã bị bắt giữ với cáo buộc cố ý giết người phóng hỏa. Bố mẹ cô Lưu sau khi hay tin đã tự trách mình vì đem con gả cho kẻ sát nhân. Trong mắt bố mẹ Lưu, cô Lưu là đứa con gái ngoan ngoãn, chăm học, vì vậy ông bà muốn gả cô cho một người tử tế. Được bạn bè giới thiệu, ông bà Lưu đã đưa con gái đến gặp Nghiêm bàn bạc chuyện hôn nhân vào tháng 1 năm 2018 và đính hôn vào ngày 23 tháng 1 năm 2018. Sau đó, cả hai chính thức kết hôn vào tháng 1 năm 2020. Ông bà Lưu không hề biết tên Nghiêm làm công việc cụ thể gì. Qua cái nhìn đầu tiên, ông bà có cảm tình với chàng rể này và tin rằng người này sẽ đem lại hạnh phúc cho con gái. Vài ngày trước khi xảy ra vụ việc, đôi vợ chồng đang ở nhà bố mẹ vợ. Tên Nghiêm rất yêu chiều vợ, một tiếng em yêu, hai tiếng cũng em yêu. Kiểu yêu thương này khiến bố mẹ cô Lưu hoang mang, không hiểu sao con rể lại ra tay tàn nhẫn với con gái mình. Sau khi sự việc xảy ra, bố mẹ cô Lưu mới biết con rể nghiện cờ bạc và nợ nần bọn cho vay nặng lãi. Mẹ cô Lưu khóc. Chúng tôi không ngờ rằng chính chúng tôi đã hủy hoại con gái. Nếu như tôi biết con người thật này, tôi đã không gả nó cho hắn ta. Tại đồn cảnh sát, Nghiêm khai nhận vào 8 giờ sáng ngày 20 tháng 3, hắn ta mua đồ ăn sáng và ngồi trò chuyện với bố vợ. Lúc đó, cô Lưu vẫn ngủ trên phòng chưa dậy. Vì ảnh hưởng của dịch bệnh nên cặp vợ chồng mới cưới đã chuyển xuống gần nhà bố mẹ hai bên. Hôm trước khi xảy ra vụ án, cô Lưu về nhà mẹ đẻ ở để tiện cho học sinh làm bài trực tuyến. Sau khi mang đồ ăn sáng cho bố vợ, hắn lên lầu hỏi mượn vợ 250.000 nhân dân tệ, khoảng 840 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại. Khi cô Lưu hỏi làm gì, lúc này hắn mới thừa nhận mình nợ nần cờ bạc, muốn mượn để trả bọn cho vay lãi cao. Trước đó, cô Lưu chỉ biết Nghiêm là con của gia đình giàu có, bản thân hắn ta cũng đi du học ở Anh về. Nhưng giờ đây, trước mắt cô, mọi hình ảnh hoàn toàn sụp đổ. Cô Lưu từ chối yêu cầu của chồng và nói rằng bố của Nghiêm đang bị ung thư ở giai đoạn cuối nên số tiền này phải được giữ lại. Lúc này, Nghiêm lẳng lặng đi xuống ăn sáng, nhưng sau đó quay lên nhà và cầm theo con dao nhọn trên tay. Tôi chỉ hù dọa cô ấy, nhưng lúc đó tôi rất tức giận, Nghiêm khai nhận. Nghiêm đã đâm vợ 3 nhát khiến tay đầy máu, sau đó hắn xuống nhà rửa tay rồi châm lửa phóng hỏa ngôi nhà. Bố của Nghiêm cho biết ông đã giúp con trai trả hơn 2 triệu nhân dân tệ, khoảng 6,7 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại, tiền nợ cờ bạc. Tuy nhiên, sau khi vụ án này đã hé lộ thân phận thật sự của Nghiêm, hắn đã biết được hắn không phải con ruột của ông Nghiêm mà chỉ là con nuôi. Ông Nghiêm nói rằng họ có một đứa con trai, nhưng sau đó cậu bé đã qua đời vì bệnh bạch cầu vào năm 11 tuổi. Sau đó, vợ ông mang thai rồi lại bị sảy thai. Cuối cùng, ông phải nhận con nuôi từ An Huy, người đó là tên Nghiêm. Khi đưa đứa trẻ vài tháng tuổi về, có lẽ vì tâm lý bù đắp nên họ đã dành hết tình cảm cho đứa trẻ này. Ông Nghiêm đã cho con trai đi học ở những trường danh tiếng. Sau khi không thi đậu đại học, ông đưa con sang Anh du học. Thế nhưng, Nghiêm không chú tâm học hành, vướng vào cờ bạc nợ nần khiến gia đình khốn đốn.
Ông Nghiêm nhiều lần muốn vứt bỏ con trai, nhưng Nghiêm đã quỳ xuống xin lỗi và hứa sẽ hối cải. Vì vậy, gia đình đã che giấu mọi chuyện và cho hắn kết hôn với cô Lưu. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại kết thúc trong bi kịch. Tuy nhiên, dù là con nuôi nhưng ông Nghiêm cũng không bỏ mặc con trai. Ông muốn xử lý ổn thỏa trước khi qua đời vì bệnh nặng. Sau khi biết mình là đứa trẻ được nhận nuôi, tên Nghiêm đã bị sốc và muốn chết ngay lập tức. Cố gắng chọn buồn toilet sạch nhất. Dù đi nặng hay nhẹ, nếu có điều kiện, hãy xem qua một lượt các buồng và chọn nơi có vẻ sạch nhất để đi. Ngoài ra thì có một bí kíp cho bạn, hãy chọn buồng đầu tiên. Nhiều khảo sát cho thấy, đa số mọi người thích sử dụng các buồng nằm ở xa cửa ra vào nhất. Nói cách khác, buồng đầu tiên sẽ có ít người dùng nhất và trở thành lựa chọn hợp lý hơn. Đừng bao giờ đặt bất kỳ thứ gì xuống sàn. Trong toilet có rất nhiều vi khuẩn và một trong những nơi bẩn nhất chính là sàn. Vi khuẩn và bụi bẩn từ giày dép mọi người sẽ ở đó, có thể bám lại bất kỳ thứ gì bạn để trên sàn và rồi chuyển sang tay bạn khi cầm nó lên. Nếu có thể, hãy cầm theo lót bồn cầu. Nhiều người có thói quen dùng giấy vệ sinh lót một lớp trước rồi mới ngồi lên bồn cầu. Thực ra việc này hoàn toàn không cần thiết. Các nghiên cứu đã chứng minh rằng việc phủ lên một lớp giấy không giúp cho bạn an toàn trước vi khuẩn, thậm chí còn dễ khiến vi khuẩn bám lại hơn nếu chẳng may bệ ngồi có nước. Thay vào đó, hãy sử dụng miếng lót bồn cầu. Các miếng lót này đều là hàng sử dụng một lần, sau khi dùng xong là vứt đi ngay, và nếu không có thì thôi, chịu khó ngồi không rồi về nhà tắm lại nhé. Giật nước một cách thông minh. Hiển nhiên nút giật nước trên bồn cầu là nơi nhiều người chạm vào nhất và cũng nằm trong số những nơi có nhiều vi khuẩn nhất. Trong trường hợp này, hãy bọc ngón tay bằng một ít giấy vệ sinh, giật nước xong thì nhanh tay thả nó xuống hoặc vứt vào trong thùng rác. Rửa tay và lau tay bằng giấy, tránh dùng máy sấy. Sau khi đi vệ sinh, hãy nhớ rửa tay thật kỹ bằng nước sạch trong ít nhất là 20 giây, nếu có thể thì hãy dùng cả xà phòng. Tuy nhiên điều quan trọng nhất là cần tránh hong khô tay bằng máy sấy, bởi vì khuẩn phát triển mạnh nhất trong môi trường nóng và ẩm. Tốt nhất hãy lau tay bằng khăn giấy. Tránh chạm vào tay nắm cửa. Tương tự với chiếc nút xả nước, tay nắm cửa trong toilet cũng là nơi được chạm vào và bám lại nhiều vi khuẩn nhất. Vậy nên hãy tránh chạm vào đó. Nếu có thể, hãy sử dụng giấy lau trước một lượt rồi làm gì thì làm. Trang bị nước rửa tay khô. Trong thời buổi dịch bệnh, đây là hành trang mà rất nhiều người có. Thứ bạn cần bây giờ là nhớ sử dụng nó sau khi sử dụng toilet công cộng. Đừng ngần ngại báo cho quản lý tòa nhà nếu toilet bẩn. Hầu hết các tòa nhà đều có hệ thống lau dọn khá sạch sẽ. Tuy nhiên họ sẽ làm nó theo lịch nên đôi khi không thể đảm bảo toilet lúc nào cũng sạch được. Vậy nên trong trường hợp thấy toilet quá bẩn, đừng ngần ngại thông báo với họ, sẽ có một đội dịch vụ đến xử lý ngay.